2000 years later. Đánh sàn á? Ừ. Cướp bắt con chó con của mình rồi à? Ừ. Chết rồi. Ui ôi. Ui 404. Bị hung khí tấn công à? Thế còn ai nữa không? Mỗi 404 rồi à? 606 à? Đi đổi hung khí à? Ui thôi thế thầy. Sao hôm nay hung khí nó mạnh ấy, bình thường em ăn được nó mà. Hả? Ui trời. Thế thì hôm nay hung khí khả năng là nó có cái thuốc gì nó uống nó tăng sức lực rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Để anh xem tình hình. Cái tập trước ấy, Hungry nó đã vào tim mình là nó đã định nhấc cả cái lồng chó rồi. Tập trước nó còn gọi cả thằng người sói ấy, mấy cả thằng 505.
Tao này thấy trẻ trâu xóm bảo là nó solo một mình nó vào, nó dám bắt con chó ấy và nó cướp mất đi rồi. Mà đồng thời nó còn đánh lại được cả 404 với lại 606 làm lăn đùng ở đây luôn. Không biết là này nó làm cái gì mà nó mạnh thế nhỉ? Nhớ ra rồi anh em ạ. Trước ấy xuất hiện hình như là cái san gì giống san 707 lắm anh em ạ. Mặt mà hình da cam ấy. Có mấy cái vết sẹo hình da cam này. Hay là mình thử đi tìm san đấy nhờ trợ giúp nhỉ? Đấy, hôm nọ nó xuất hiện trên mái nhà này nhưng mà bây giờ là không biết nó ở đâu. Khả năng bây giờ mình sẽ huy động anh em tìm, đi tìm khắp nơi xem là san 707 ở đâu. Anh em mình sẽ gọi san 707 về tìm. Khả năng là san 707 sẽ trị được cái thằng Huggy này. Đấy. Ok anh em ơi, thì vừa nãy thằng san 505 này, thằng người sói và thằng Huggy anh em ạ. Đấy, nó vào trong tim anh em mình. Nó định bắt trộm cái lồng chó, hai con chó bút đổ của anh em mình anh em ạ. Đấy, thì là vừa nãy không biết như nào mà mình không ở nhà nhưng mà anh Hùng anh bảo mình là thằng có một thằng tên là san 707 anh vào giúp đỡ anh em mình anh em ạ. Thì anh Huỳnh bỏ mình là thằng 707, thằng san 707 nó thoát ẩn thoát hiện, không biết là nó như nào anh em ạ. Huỳnh bỏ mình là vào trong cái chỗ này tìm thằng san 707 anh em ạ, nhưng mà mình không biết là san 707 nó có ở chỗ này không. Đây anh em này, trong đây toàn là suối rồi đấy, suối đá này mình không biết là nó ở đâu. Đây, đoạn kia là đoạn rừng kìa, không biết tung tích thằng san 707 nó đoạn nào, nhưng mà anh Huỳnh bỏ mình vào đây tìm thì tí nữa mình sẽ đi tìm những cái chỗ ở xung quanh đây anh em nhá. Có thấy gì ngoài tóc xanh ấy? Được. Hả? Bây giờ nhiệm vụ của anh em mình là phải tìm được cái thằng 707 707 á? Ừ. Tại vì là hút quy hôm qua nó vào nó còn đánh được cả thằng 505 với lại 404 cơ. 707 là cái thằng cam cam á? Cái thằng cam cam ấy. Ừ. Hôm qua nó ở trên mái nhà ấy, nó giúp anh em. Là cam mạnh nhất trong tứ à? Anh không biết. Bây giờ là đi tìm nó để nó giúp anh em mình. Ừ. Đi sâu thế này sao? Anh em mình đang đi tìm san 707 đây. Hôm qua là đã nhờ Minh Vương là tìm ở gần chỗ nhà khu Minh Vương rồi, ở khu suối Siếc rồi, nhưng mà Minh Vương không tìm thấy gì. Hôm nay mình mẹ tóc xanh phải đi mò mẫm vào đây để tìm ấy. Hy vọng là 707 nó chỉ lanh quanh ở đâu đó. Khả năng là hôm qua nó giúp anh em mình chống lại bọn Huggy thì khả năng là mình nghĩ nó là người tốt. Đây là mình sẽ đi để mình thu phục nó về tìm nhá. Đấy. Anh em mình đi ở đây cứ đi chung với này không tìm đâu. Bây giờ trên này rậm rạp lắm. Không phải chia ra đi. Bây giờ là một là anh sẽ đi lên trên phía trên này, còn này sẽ đi sâu vào kia. Xong rồi nếu mà có như nào thì chạy ra cái địa điểm này báo cho nhau biết nhé. Okay. Nhưng mà thấy 707 ấy, thì là đừng có manh động gì nhá, mà cũng chưa biết nó tốt hay xấu đâu. Mày cẩn thận. Mít cứng lắm, không ăn được. Yeah. Trời ơi. Ui. Ui. Đau thế nhỉ? Mẹ cái thằng làm 07 này tội tao. Anh còn bắt tao phải đi tìm ngã đau thế. Ai rồi? Tay xuất sát này. Bê kệ anh Hùng, mình đi về trước đi. Trường tối muộn rồi. Đi về. Ngay trời đúng là tuyệt vời. Okay.